mà lâu nó cứ chia vật thiên bằng cá nó chập đam một bố mình bên chân này nên là chân chập đam ấy nó khó đấy ok chân chân xong chuyện xưa Michael Michael Powell bạn học quân ba mà lên giảm tỷ dương thế này hay chơi kê tỷ dương ban chuyên ban miền tây của địa chập hàng ngày sau ba mà lên giảm tỷ một loạt chuyện mà dương như hào tha National Khmer Legacy Museum National Khmer Legacy Museum nó bỏ prime máu tha sẽ đại bản tí một đoạn chuyện khmai hay Michael phải chi mình đăng được còn toàn đăng này ta hai đây riêng hao chuyện khmai Legacy Museum hay mình bên hao chuyện Cambodian Legacy Museum đăng ấy Michael đăng về những prime việc khmai nó bên đây tha khmai riêng bên đâu ta không sọc khmai thôi sọc cái Cambodia giờ nó bên khmai hay bà tê Thái cầm miền khmai, bà tê Việt Nam cầm miền khmai, bà tê Lào cầm miền khmai, bà tê Amrik cầm miền khmai, Canada cầm miền khmai, Australia cầm miền khmai, Europe cầm miền khmai, chẳng bê dưng dưới em bì khmai. Bê dưng dưới em bì sẵn đi mô rõ chuyện khmai, nâng nhận bà đào tờ lờ khmai chung mình bộ bộ lộn như nâng. Nâng chẳng tầng tầng khiống, tầng Michael, tầng ống, ông nhái, ông nhái, ông hai đã mất thân bà, ông Michael bà. Làm giải mà đất dự trình của mà xa thề là nó rớt hay cái màn mà bà cạn ở phía này để mình tạo một lúc của xa cần mà bà cạn vui tiết cái ta ai khen như xem nên sẽ bà chất trị cái đấy bà dương chạp đa môn bốn chìa ông ca bỏ ở tây tạ dự trình hay là chìa năm bì bọn bà bì hay khi nhóm ấy tâm chô kào vậy chúng nó làm pi pon đập đập mùi đập pi nưng ông cá từng chập miên chịu vật chưa cái lại để tha chặt tôm dương quạt màu rùm đầy khnhi nằm bay ti tẹt tin nằm bay tiêm ti ao rộn đi star nưng tụt score tha khmai dương miên chậm nay nâu lơ là thị sợi nằm tây mày căng nưng tụi bạn chui còn toàn bằng bảy nưng ở chấp băng chịu mùi tây Việt Nam chấp băng chịu mùi là thị của mình đi ha về nưng hay chưa qua tụt tiêm ti ở kỳ tour score hay trăm pi pon là pi mình rồi mình start tour score thằng khmer dương miền chậm này miền môn đăng tiết kỳ ở tour score đây miền con miền sập thâu từ c pi khmer dương còn thấy kỳ mình đây ở tour score tam chấp ba thằng khmer dương miền đầm lầy nửa sừng côm kỳ đó là trăm pi pon là pi miền miền hay pi pon là pi hay pi rồi mình start đăng kỳ tour score dương ban tổ team tia ở xã rồi làm đi nào Washington DC đăng chia sập kia nào nào chia sập kia ở kỳ tour score thằng dương miền chậm này nâu xã rọt ảm rình đài là bên nâng trăm people nạp bốn nâng kia tùa score đó là kia tùa score hay bằng cầm nứt dương nâng trong ai kia tùa score mà mình còn ta sở may cặp chạc sở may bắt bong chủ vật bì bây liên nhạc nâng ấy dương trong ai ảm rình cắn tùa score tha khám ai dương chỉ bụi mùi để tha miền sổ bân miền của phía kỳ tiên miền chậm này nâng lưu sẵn cung rọt bọn chả mày ai sân công bộ lộc nâng dương ban co sang sân công sân tầm môn kê phong chẳng những chập đam gmp anh đã chặt khmai bò dương dương chập đam biên chỉ vượt tăng pi sathwati tì buồn tăng pi năm pram roy krisak raj mao khmai pui sa khmai dương chập đam là bốn cứ giờ pui để tha miên sụp bần miền đây rằng không chọn co sang và tê mũi để tha chỉ và tê than sùa và tê than sùa nó bỏ prai máu thao tháp và tê không ai như thế này chậm nói mũi nó chưa chậm nói xem khăn bên tiền hay chưa chậm nói để tha khi ông che tờ chậm run oi phụ ẩm này căng đôi bằng ôn không ai dương oi quật vô là chụp ba tham không ai dương copy pi rồi và tê đầu tê chưa cả lại chậm nói nó này bụi khmai dưỡng cứ dịp bụi chập đào máu trong bàn than xu nó than cả đáo bàn dưỡng co sáng ông cô vắt dưỡng co sáng rập bòn và xa trong bây nhà riêng này dưỡng nâng bà tế Thái bà tế Việt Nam bà tế Lào bà tế Phu Miên môn miên bà tế ổn năng tiết á miên là bà tế khmai hay chắc bà xin dưỡng tờ lên bà tế Việt Nam dưỡng tờ lên bà tế Thái bà tế Liêu bà tế ổn năng Phu Miên Đô Nì Di dưỡng nâng khơi tha và xa ổn năng sất miên là so khmai bổ ran, sò bò lây, sò sanskrit, chén pi pui sắc khmai như thế này, chén
ដល់តែពេលយើងកសាងអឺមុនយើងកសាងប្រាសាទអង្គរមុនយើងកសាងអឺនគរខ្មែរយើងហ្នឹងគេមានភ័ស្តុតាងថានៅឆ្នាំអឺឆ្នាំ604មហាសក្តិស្មើនឹងឆ្នាំ682គ្រិស្តសករាជហ្នឹងណាលេខ604នេះ6ហើយរង្វង់ទូចនេះហើយ4នេះគឺជាលេខ0ដំបូងហើយដែលថាខ្មែរយើងបានប្រើនៅលើពិភពលោកហ្នឹងហើយ2ឆ្នាំក្រោយទៀតបានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេបានប្រើហើយ200ឆ្នាំទៀតបានប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រើប៉ុន្តែអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាខ្មែរយើងមកពីយើងចេះប្រើលេខ0បាត់ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចកសាងអង្គរវត្តប្រាសាទរាប់រយរាប់ពាន់អាចធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលយើងមានវរៈបុរៈវរៈនារីរាប់មិនអស់ហើយយើងមានអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសខ្មែរយើងលើកដំបូងហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីលាវយីដែលគេហៅថាសម្ដេចយីមុនដំបូងហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីសោមាដែលគេហៅថាលាវយីតាមពិតឈ្មោះគាត់មែនទែនគឺជាសោមាហើយដល់ពេលយើងចាប់មានមនោគមវិជ្ជាពីប្រទេសចិនមកគេដូរមកលីវីប៉ិនឈ្មោះពីដើមគឺជាម្ចាស់ស្រីសមាហើយយើងមានយើងឃើញថានៅក្នុងអង្គរវត្តយើងសព្វថ្ងៃហ្នឹងរូបនេះរូបផ្ដិតនេះគេផ្ដិតពីក្រដាស់ធ្វើជាអង្គរគេបានផ្ដិតចេញពីអង្គរវត្តយើងហ្នឹងវាបង្ហាញថាហើយអានេះគាត់ថាជាមួយផ្នែកទូចមួយឯងគេយកពីអញ្ចឹងអង្គរវត្តយើងមកផ្ដិតពីតាំងពីឆ្នាំ1953នេះឥឡូវគេលើកឲ្យធ្វើហើយអញ្ចឹងមានលោកម្នាក់គាត់ជាដូចជាកូនអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិកនៅប្រទេសថៃពេលហ្នឹងគាត់បានដូនេតមកយើងហើយវាបង្ហាញថាខ្មែរយើងមានសិល្បៈយើងមានអ្នកបាញ់ធ្នូអ្នកបាញ់ធ្នូមានហនុមានយើងមានជ័យវរ្ម័នទី7យើងមានអវ័យគេដែលថាជាគំនិតស្ថាបនាសង្គមសិល្បៈនៅលើសង្គមយើងការសម្ដែងនៅស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានអស់ហើយយើងមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមិនមែនយើងតែមាននៅសម័យនេះណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាំងពីយើងបាក់បែកគ្នាមកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាណាចក្រខ្មែរយើងបែកមកឥឡូវចេញចូលមានប្រហែលជា30ពូជសាសន៍ដទៃទៀតថាបែកចេញពីអាណាចក្រខ្មែរយើងពេលខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំច្រើនតែរំលឹកពិសេសបងប្អូនថាបានរៀនសូត្រនៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសអាមេរិកយើងនិយាយអំពី Roman Empire យើងនិយាយពីអាណាចក្ររ៉ូម៉ិនដូចប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសព័រទុយហ្គីសប្រទេសអង់គ្លេសពួកទាំងអស់ហ្នឹងពួកអឺរ៉ុបហ្នឹងបែកមកចេញពីអាណាចក្ររ៉ូម៉ិនអង្កើអាណាចក្ររ៉ូម៉ិននៅខ្លាំងអាណាចក្រខ្មែរយើងខ្លាំងជាងរ៉ូម៉ិនទៀតហើយបងប្អូនយើងនៅថាបានរៀនសូត្រយល់ច្បាស់អំពីទូលេខអសរសាស្ត្ររបស់រ៉ូម៉ិននឹងយល់ថាមកដល់សប្តាហ៍នេះអសររ៉ូម៉ិនអត់មានលេខ0ទេណាអត់មានលេខ0ទេពីព្រោះកាលពេលហ្នឹងប្រទេសខ្មែរយើងមានលេខ0ប្រទេសខ្មែរយើងមានលេខ0ពួករ៉ូម៉ិនពួកស្បែកសដែលហៅយូឃេសប្តាហ៍ហ្នឹងភាគច្រើនគាត់អត់មានលេខ0ទេដល់តែ200 300ឆ្នាំ400ឆ្នាំក្រោយទៀតបានលេខ0ហ្នឹងបានវិវត្តបានធ្វើដំណើរមកចូលខាងអឺរ៉ុបខាងប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងបានពួកខាងរ៉ូម៉ិនពួកខាងអារ៉ាប់ហ្នឹងវាចាប់ប្រើលេខ0ដែរអានេះបង្ហាញថាអាណាចក្រខ្មែរយើងបានបាក់បែកឥឡូវយើងឃើញពូជសាសច្រើនច្រើនទៀតប្រហែលជា20 30ពូជសាសនេះគឺជាវត្ថុបុរាណយើងសិតតែគេដូនេតមកសារមន្ទីរយើងដូចកសៀវមួយនេះចិន1000ឆ្នាំហ្នឹងនេះបាទ1000ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាឯណាមួយយើងនឹងទៅយកទៅសារពន្ធី Smithsonian នៅ Washington DC ចង់ឲ្យគេដាក់ទឹកអាសិចអីតេស្តមើលថាតើវា1000ឆ្នាំគត់ឬក៏វា800ឆ្នាំឬក៏មិនប៉ុន្តែអ្នកឲ្យមកយើងហ្នឹងគាត់ថានេះយ៉ាងតិច1000ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងនេះគឺសិតដល់ donation ហើយមួយនេះគឺជា donation ពីគ្រួសារនៅ New York City ហើយបងស្រីហើយគ្រួសារគាត់ហ្នឹងបានទៅដេញថ្លៃពីទៅជួយអង្គការប្រហែលជាប្រមាណ10ឆ្នាំមុនក៏បានចំណាយជិត20000ដុល្លារដេញថ្លៃព្រោះគាត់ហ្នឹងគាត់មានគ្រួសារអមេរិកាំងប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ឲ្យប្រទេសដទៃទៀតឈ្នះយករបស់ខ្មែរទៅដាក់ប្រទេសគេណាបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ដេញថ្លៃទៅគាត់យកដាក់ផ្ទះគាត់ហើយដល់ពេលគាត់លឺអំពីសារមន្ទីរយើងបើកលឺតាម VOA តាមអាស៊ីសេរីគេបានជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងគាត់បានដូនេតមកឲ្យយើង
hay chăng thalai ba khiem kật mơ tới phải chăng chúng kật chi prak ka đối với tích pê chăng ba chăng chúng có ban đô nê mà chúng ba nhiêu vi đâm lai វិញ miên ta 2 ផ្ទាំង ấy nơ lơ phổ lộng chăng ni ni rup chmlak ni គឺ chi rup ព្រះ អង្គ សន្ធោ ទុក chi mun គាត់ ban vi vat chi ប្រពុត ប្រពុត យើង សម័យ ហ្នឹង chi គាត់ chi ប្រពន្ធ សន្ធោ គេ ហៅ ថា សដោសា វា ឈ្មោះ គាត់ ឥន្ទា ជា អង្គ ដៃ ហៅ ថា សដោសា ហើយ ខ្មែរ យើង ហៅ ថា ព្រះ អង្គ សន្ធោ ទុក អញ្ចឹង មុន pe ko ayu phae che 14 15 chnam nung ke ban chlak rup nung che chung rup ni keu che vi chloh banchang kwat ka kwat ayu 14 chieng hai mien 2 rup nung rup muoy tiet ma dang tha to na te phae che bat phae che bat no samai komedis samai sakriem phae bat hai hai chang jeung jeung som ma pteang muoy ni tiet hai jeung chang khnyom sabai chat hai ko okun bong srey hai nang kru sa kwat ban do ne rup ni mau ma dak sam ti bos jeung chăng mà đó vẫn nhưng miền nhưng khởi than đâu nhưng miền đôi nick sơn điêng đôi cặp chạc cặp pi chân và đáp bất ní cứ chạy ai cái xa cái hạt scroll rồi còn mod cái chlak của bọn ta sạc bọc mày dưỡng á hay miền là pi pon bay pon này nó lơ và phong lộc dưỡng nắng hay dưỡng sạc kỳ dưỡng nít miền bong sậy mà nè quạt đồn đến mọi dưỡng phải chỉ một hay sam sập chứ bằng dương này dương khai tấu pui sạc mai dương cứ chụp pui cò sàng bởi dương dưới ở sân khai tấu khiêm trong ao bọc bông mai dương đôi chỉ bọc ôn chuẩn bọc tế ở bề quạt lư biển mai bề quạt lư biển Campuchia biển mai nó khiêm trong ao quạt khất tha pui sạc dương cứ chụp pui để tha miền sơn đáy cứ chụp pui sạc để tha cò sàng sân cúng á chẳng những khởi nhảy bên là bọn ông mày luôn bay kia nhưng bạn có sang cô vật nhưng bạn có sang sát rập rồi rập con bình tiên chma rất là sát đại bọn mày dương đại tha môn môn bát tây ở rập môn ở nhà chợ rồi mình đang kê miên mà liên nẹt pi liên nẹt bát tây ở rập sao mày đang biên rập rồi liên nẹt cảm thấy môn đang tiếc mày dương miên chỉ cho trong chợ pi liên này chứ còn bát tây dương mui nữa miệng dây chuyền lư rọp tiền cá nâu sát thực vật tin đầm mui đầm pi đầm bay nữa chẳng hạn nó cứ chỉ cá biệt thiệp mui dùng trong ao bọc bọc mai dùng ao dương miền mô thành lập hiệp tha pui sa mai dương cứ chỉ pui sa đại tha ban vì vật lư kế ấy nâu trong sát thực vật tin đầm bay đầm buồn chẳng dương cứ chỉ pui sa mui đại tha ban co sang than suôn nó than cả đá đó là pê dương chục sở lãnh kia, bê dương miên ca bạc bay, dương miên ca chuẩn to, dương khơi mà cha sân tây lưu di qua sạ thực này qua nâng qua khơi kê tờ lẹ crop bay lừa bờ tê qua khơi thể hiện dương chức băng kia khơi lột song kê đánh tranh bị sọc tê dương bọc mạ bom ô dương ở kia rót tranh bị sọc tê mai dương nâng sọc mai dương nâng qua sạ thực này nẹt miên chi choan lừa nẹt rosi chi choan lừa rít samanh pê dương chặt miên sạc cồn chăng dương khơi tha đi rút đi rút American qua tỷ lệ crop bay nông thế khmai dương cả năm chất sập tới chất sập ram nữa nấu nong sao mai sa thiên hạ rót môn nẹt đất non lon đầu sao mai nâng cọt bàn cọt pro nâng American cọt bàn tỷ lệ crop bay trăm học sập bay mà chất sập pê hay tam pê nâng máu dương khơi tha bom ôn khmai dương miên ca rồi bu miên ca chư chặt miên ca bạc bay tì krong khmai dương khai buôn khai đập bằng pearl trăm tư sập ram nưng đôi chỉ tì krong khmau bom ôn khmai dương như khơi cái áo xếp đẹp po cả hòm po kêu po ấy nưng cà phê đi khmai dương đâu chỉ bờ tây sài đấy á chấm cái bán đánh tranh pin mình đánh tranh cái luông dương tranh pin bình vì sao khmai dương như khơi nari sài đấy quật chọn tờ lấy tam plau như khơi sự trai ăn miên krusa tu cái áo vô côn chào bật chạy vì sọc mai dương như khơi này nẹt chạy đằng kêu bằng riêng sát sát cha nẹt đắc nom kê chấm rồi quạt chân thua kiệt lập bộ quạt hay sao mai như khơi nhà khơi bò chán đồ mà bò khăm áo cho là thịt cổ mình nhé kê thưa bà bò bò khăm áo dương rập liền nhé à ha nó tê nó của bác dương nhâm sẽ được của bò lui nhâm lui ấy cái khơi cái sập dương bò dương sập nắng cái sập dương
ប៉ុនមានសមាជិកគណៈកម្មការក្រុមអភិបាលនៅអង្គការ IKare យើងពីមុនគាត់ថាគេមានស្លាប់គាត់ឯងគេដកអំរាមប៉ៃគាត់មួយមួយគេដកកញ្ចក់ដៃគាត់ហ្នឹងហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះគាត់មានវិបត្តិគាត់ចេះនឹកឃើញរឿងដើមរបស់គាត់អញ្ចឹងបើយើងសណាំងនៅសម័យហ្នឹងគេយកធ្វើអីខុសមួយទៅគេស្លាប់យើងទៅវាអត់ឈឺបាទប៉ុន្តែពេលណាគេធ្វើបាបយើងវាធ្វើឲ្យយើងមានស្នាមរបស់សប្តាហ៍នេះគឺជាផ្ទះសុបិនរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅសម័យកុម្មុយនីសផ្ទះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងនេះគឺជារូបភាពមួយបង្ហាញថានៅលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅការគេហៅថាការសម្អាតពូជសាសន៍ខ្មែរយើងគេមើលថាបើអ្នកឯងមិនមែនជាខ្មែរគេស្លាប់ចោលបើសិនជាអ្នកឯងជាខ្មែរគេជំរុញឲ្យយើងការគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់នោះគេជាលោកតាឯងឥឡូវហ្នឹងលោកតាអ្នកយាយលោកយាយយើងនេះគាត់បានគេជំរុញឲ្យគាត់ការគ្នាហើយពុកម្ដាយគាត់អាចមកចូលរួមហើយបើគាត់មិនចូលរួមគេស្លាប់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់ហ្នឹងស្ត្រីគាត់មិនយល់ព្រមការបរោះហ្នឹងគេយកគាត់ទៅសម្លាប់អញ្ចឹងអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីគេថាពូតក្អែលរបស់ខ្មែរយើងអ្នកណាដែលថាគេមើលមកថាមិនមែនជាខ្មែរទេគេយកទៅសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះរូបភាព2ហ្នឹងវាបង្ហាញច្បាស់ហើយហើយមួយនេះបង្ហាញថាយើងមិនដឹងថាជាម្ដាយហើយកូនឬក៏ជាបងស្រីហើយប្អូនប្រុសឯងរូបនេះគឺជារូបភាពវាបង្ហាញថានៅសម័យនៅទសវត្ស70ឆ្នាំ78 79ហ្នឹងយើងនាំកូនចៅយើងប្រមាណហ្នឹងរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរយើងចូលស្រុកថៃអីណាអ្នកខ្លះទៅស្រុកថៃអ្នកខ្លះទៅប្រទេសម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីអីទៅអ្នកខ្លះទៅហ្វីលីពីនកំណែនេះគឺជារូបភាពថាវាបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាខ្មែរយើងដែលថាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះភាគច្រើនគាត់មកជាជនភៀសខ្លួនហើយគាត់មកជាការជាមេម៉ាយហើយកូនឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីដើមមានចាប់ដើមជាពូជដែលថាចាប់ដើមឋានសួគ៌នៅខាងកណ្ដាលយើងបានកសាងយើងបានធ្លាក់មកដល់គេហៅថាឋានរូបនៅខាងកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងយើងចឹងខ្មែរយើងមានស្នាមឯលើសគេឋានសួគ៌ក៏បានកសាងហើយឋានរូបក៏យើងបានឋិតនៅដែរអញ្ចឹងមកដល់សប្តាហ៍នេះពុកម៉ាក់បងប្អូនយើងសម័យឆ្នាំ70 80ហ្នឹងបន់ស្រន់ទៅព្រះថាអូពុកព្រះអើយព្រះសូមជួយឲ្យខ្ញុំមកដល់ឋានសួគ៌ផងណាហើយឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺជាប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងហើយគឺជាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងអឺរ៉ុបជុំវិញហ្នឹងហើយនឹងអូស្ត្រាលីកាណាដាហ្នឹងសិតតែប្រទេសឋានសួគ៌ហើយអញ្ចឹងយើងខ្លាយចេញជាជនភៀសខ្លួនហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកចុះតាមនេះបន្តិចតាំងពីពេលមកយើងមាននេះគឺប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងជាជនភៀសខ្លួនកាលខែ12ឆ្នាំ19ឆ្នាំ79នេះបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យរូបភាពនេះភាគច្រើនគាត់សិតតែអាយុ50 60ហើយភាគច្រើនគាត់តាំងពីគាត់ជាសម័យជនភៀសខ្លួនតាំងពីជំនាន់កៅណាបាទនៅស្រះកែវនៅខាវីដាងមកជាជនភៀសខ្លួនហើយតាំងពីឆ្នាំ79មកដល់ឆ្នាំ2010អត់មានដំណើរគេលើកពីខ្មែរយើងទៀតទេបានពួកចាស់ទុំយើងអតីតយុទ្ធជនយើងហ្នឹងគាត់ទៅទៀមទាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីស្តារនោះទូស្គាល់ជាច្បាប់ខែ2ថ្ងៃ20ឆ្នាំ2012ហ្នឹងថាខ្មែរយើងមានចំណែកការពារអាមេរិកកាំងឲ្យយើងមានសេរីភាពដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្មែរមានចំណែកហើយឆ្នាំ2014យើងទៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីបានចាស់ទុំយើងហើយក្មេងពេលយើងប្រមាណក្របដែរថាបានចូលរួមទៅទៀមទាឲ្យគេទទួលស្គាល់ណាកាលមុនហ្នឹងគេមានសភៅទៅសេមានគេបាននិពន្ធជាកុនជាអីមកក៏តែមិនដែលទទួលស្គាល់ជាច្បាប់ទម្លាប់ទេណាទៅទទួលស្គាល់2014នេះថាខ្មែរយើងមានចំណែកនៅលើការស្ថាបនាប្រទេសសេរីហើយអញ្ចឹងបាទយើងតាំងពី2014ហ្នឹងមកយើងបានពង្រីកឲ្យខ្លាយជាសារមន្ត្រីនេះគឺជាស្ថាបអីរបស់បងប្អូនម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ឌីគាត់អ្នកបានកសាងសាលាដូកនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយគាត់បានយកដបគេបោះចោលហ្នឹងបានកែឆ្នៃចេញជាទង់ជ័យខ្មែរយើងហើយចឹងរូបភាពនេះវាបង្ហាញថាតើបើយើងមើលទៅឃើញថាទង់ជ័យខ្មែរយើងក៏មិនអត្តន័យនៅក្នុងរូបក្នុងទង់ជ័យនេះមិនមែនជាទង់ជ័យប្រមាណទេវាយើងចង់បង្ហាញថាបើខ្មែរយើងចង់រួមគ្នាខ្មែរយើងពណ៌ខៀវខ្មែរយើងពណ៌ក្រហមខ្មែរយើងពណ៌សយើងត្រូវតែរួមដៃគ្នាដើម្បីយើងអាចស្ថាបនាទៅមុខទៀតណាអញ្ចឹងអត្តន័យសារៈបន្ទីមានន័យថាយើងយករបស់ណាដែលថាគេបោះចោលដូចជាដបញ៉ាំតបទឹកអញ្ចឹងណាយើងយករបស់គេបោះចោលរបស់គេបានបំភ្លេចចោល
របស់ដែលថាគេផ្លេចយើងកែច្នៃឲ្យខ្លាយចេញជាអ្វីគេថាមានតម្លៃសាថ្មីអញ្ចឹងនឹងជាអត្ថន័យរបស់សារមន្ទីរហើយយើងមានដូចជាកម្មវិធីច្រើនទៀតជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅរដ្ឋមីនីស្ទ័រយើងយើងបង្ហាញអំពីសិល្បៈឋានសួគ៌អញ្ចឹងពេលយើងជួកខ្ញុំខ្លួនឯងតែមិនដឹងថាដោយរូបអប្សរារូបអីយើងអ្នកខ្លះគាត់មើលទៅឃើញរូបអប្សរាគឺថាអត់មានអីអស្ចារ្យប៉ុន្តែពិតរូបអប្សរាការដូចហនុមានយើងឃើញសវណ្ណមច្ឆាយើងឃើញបុកតោពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគេហៅថាអ្នកសម្ដែងសិល្បៈសម្ដែងរបស់ឋានសួគ៌នៅខាងកដាយើងហ្នឹងហើយចឹងដើម្បីយើងជួយស្ថាបនាសង្គមខ្មែរយើងទៅមុខទៀតបងប្អូនខ្មែរយើងជុំវិញសហរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវតែចេះលើកតម្កើងខ្មែរយើងផ្នែកសិល្បៈផ្នែករៀនសូត្រយើងចង់យើងអ្វីគេដែលថានៅសម័យកុម្មុយនីសសម័យខ្មែរក្រហមសម័យកាប់ចាក់គ្នាហ្នឹងបានបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងអង្គការ IKare យើងចង់ធ្វើប្រជាទៅវិញគេស្លាប់អ្នកចេះដឹងយើងកំពុងតែយកអ្នកចេះដឹងតារាដែលថាចេះតារាមានប្រជាប្រិយគូគ្រូបង្រៀនបកាយបកាយកូនសិស្សបកាយបកាយអ្នកកំនូអ្នកបកាយខាងអសរសាសយើងលើកតម្កើងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសមកជួយសង្គមយើងសាថ្មីហ្នឹងហើយដែលថាយើងហៅថា IK ហ្នឹងសារមន្ទីរមរតកជាខ្មែរយើងគឺជាគេហៅគឺជា head office របស់យើងគឺជាទីស្នាក់ការរបស់អង្គការ IK របស់យើងព្រោះវាជាតសរផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងការងាររបស់យើងសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺជាការងារលើកតម្កើងខ្មែរយើងយើងចង់យកអ្នកចាស់ដឹងអ្នកបកែបកែជាគំរូដើម្បីតេកទាញបងប្អូនខ្មែរយើងជុំវិញសហរដ្ឋដូចជានៅប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យបងប្អូនយើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណែកនៅលើការជួយស្ថាបនាសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនម៉ៃកូនអូខេអរគុណច្រើនម៉ៃកូនបាទ